Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin của bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung liên quan đến tình hình lũ lụt và thiên tai đang xảy ra tại Trung Quốc. Diễn biến của sự việc này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý khán giả, lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của người dân Trung Quốc bị nhấn chìm trong biển. Nước mưa lũ liên tục khiến cho các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc đã xảy ra, đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng hoặc mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, tấn công 3 ngôi làng. Vào ngày hôm qua, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di dời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu sau vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người bị mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn liên tục từ tháng 11 cho đến nay, gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế nước này vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch Covid-19. Một trận sạt lở khác vào sáng sớm 2 ngày trước tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà, 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi San Khánh cũng đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh đang tham gia kỳ thi tuyển sinh trên cả nước Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn đến địa điểm thi đúng giờ, trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực. Các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các địa điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, các tỉnh miền đông của Trung Quốc là Chiết Giang vào ngày hôm nay đã nâng mức ứng phó với lũ lụt lên mức cao nhất dọc theo sông Tùy Đường. Giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông Hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn, tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Sinchan và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km², lớn nhất trong 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9, mưa lũ sẽ xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du và hạ lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở trung lưu và hạ lưu sông tương tự sẽ rất nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các con sông vừa và nhỏ, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh động đất và sạt lở chui vào những chỗ trũng. Tổng cộng đã có 17.000 người bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị, 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt kỷ lục trong lịch sử, vượt lũ lụt năm 2020. Kể từ đầu tháng 9, hầu hết các quận và thành phố ở tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn xảy ra ở khu vực phía Bắc. Theo tiết lộ của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ sáng ngày hôm qua cho đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 62 thị trấn ở 25 thành phố của tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa vượt quá 50 mm, trong đó 6 thị trấn ở 5 thành phố trên 100 mm. Thị trấn Phượng Bộ của quận Cổ Điền lớn nhất là 147,7 mm và lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7 mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Châu - Hạ Môn ở Phúc Kiến đến phần thượng nguồn xảy ra sạt lở đất. Dự báo thời tiết cho thấy, từ đêm ngày hôm nay cho đến ngày mai, trên toàn tỉnh có mưa và sấm chớp. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh do nhiệt độ cao đầu tiên vào lúc 16 giờ ngày hôm qua. Ước tính từ ngày mai đến ngày cuối tuần, nhiệt độ tối đa hàng ngày ở hầu hết khu vực của Bắc Kinh sẽ đạt trên 36 độ C và nhiệt độ tối đa có thể lên tới 38 độ C. Vào sáng ngày hôm nay của Cục Khí tượng Trung Quốc Đại lục đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao một lần nữa, đề cập đến nhiệt độ tại Bắc Kinh lại tăng cao, nhiệt độ tối đa là 38 độ C. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, bão lũ triền miên, tai họa liên tục giáng xuống đất nước Trung Quốc, khi tại nhiều nơi ở nước này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn sạt lở đất cũng như sạt lở đá kinh hoàng, đã khiến cho rất nhiều người bị thiệt mạng và chôn vùi trong khối đất đá khổng lồ mà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm kiếm và khắc phục được. Mới đây nhất, vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, sau những trận mưa kéo dài tầm tã, một vụ sạt lở đất đã xảy ra chôn vùi và xóa sổ hầu như hai ngôi làng, khoảng hơn 7.000 dân thuộc thôn Dương Sơn, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Chỉ có 9 thi thể được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Số người xấu số còn lại đã bị chôn vùi trong đống đất đá khổng lồ mà chính quyền đang nỗ lực khắc phục. Trong khi hơn 10.000 người khác thì vẫn đang mất tích và đang được các đội cứu hộ tìm kiếm.
trong đó có gần khu vực núi thường là những nạn nhân trong những vụ lở đất thương tâm như trên. Trong khi đó, tại tỉnh Giang Đông, sau nhiều ngày mưa lớn, một vụ lở núi đã xảy ra khi hàng trăm ngàn tấn đất đá đổ ập xuống. Anh Dương, một nhân chứng sống sót kể lại, khi anh đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng nổ, chạy ra xem thì thấy đất đá trên núi ào ạt xuống ba khu nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Anh Khoa, nhân viên thông tin Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 tại huyện Văn Phòng Giang Đông, là một trong năm nạn nhân sống sót sau vụ lở đất này, vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng anh trùng xuống khi kể về diễn biến vụ lở núi cho tờ địa phương. Quán nửa đêm có khoảng 27 anh em chúng tôi đang ngủ trong ngôi nhà tập thể thì nghe tiếng nổ lớn. Tôi vội bật dậy chạy ra sau nhà xem thấy đất đá đang ào ào đổ xuống ba khu nhà. Không ai có thể tiếp cận được hiện trường để cứu hộ. Được một đội cứu ra từ đống đổ nát, trung sĩ Hà Hồng Long nói, mình như được sinh ra lần thứ hai. Anh ta kể, lúc đó đang nằm ngủ trong phòng tham mưu của ban hành chính, cũng nghe thấy tiếng nổ lớn. Nhưng nhiều người khác chưa kịp bật dậy đã bị bức tường lớn đổ đè lên, khiến người bị mắc kẹt. Anh cố gắng hết sức đẩy bức tường ra khỏi nhưng vô vọng. Tôi cố gắng kêu lớn, may sao hai người ngồi bên nghe thấy chạy vào hợp sức đẩy tấm bê tông để giúp tôi thoát ra ngoài. Những đợt lở núi tiếp theo ập xuống, tiếp tục vùi lấp các dãy nhà, nhiều mảng tường trôi xa hàng trăm mét. Anh nói vụ lở núi bất ngờ đã làm cho hơn 422 người bị vùi lấp, trong đó gồm 15 sĩ quan, binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và khoảng 125 người dân bị vùi lấp, gây ra sự kinh hoàng cho dư luận. Lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy được 13 thi thể, số còn lại vẫn còn đang mất tích. Trong khi mưa lũ và bão gió đang tàn phá đại lục, thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các quốc gia hàng xóm, gây ra phẫn nộ cho toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn sự tập trung vào tình hình ở Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Kai Taylor thuộc Học viện Quốc phòng của Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước và phục vụ một số mục đích như đào tạo tích hợp các nền tảng và công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng và hải quân không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận của hải quân và không quân Trung Quốc trong hơn 10 ngày qua bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động và trả đũa ở Biển Đông. Ngoài hai đợt tập trận nêu trên, báo South China Morning Post đưa ra con số thống kê đáng chú ý. Trung Quốc đã tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2022 so với 30 cuộc tập trận trong năm trước đó. Bình luận về các động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt Trường, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thông tin cho biết Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông tin thông báo tập trận từ ngày 1 tháng 4 tới nay để tìm kiếm một chiếc máy bay quân sự của họ đã bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận cho dù máy bay đã được tìm thấy, cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác ở đây. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến cả thế giới tập trung vào đây sẽ có thể dẫn tới sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó có những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng các vị trí và ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy gửi về cho ban biên tập chúng tôi để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.